khi Hứa Khải 27 tuổi và Cảnh Điền 35 tuổi đứng cạnh nhau, trông họ thật ngọt ngào. Sau khi bộ phim Múa Rối Hiện Tại Em Đẹp Hơn Ánh Sao được phát sóng, Hứa Khải 28 tuổi một lần nữa thu hút được vô số người hâm mộ. Với bộ vest, đôi chân dài và nét điển trai, không chỉ Cảnh Điền mà cả khán giả ngoài phim cũng sẽ mê mẩn. Ai có thể chống lại chúa tể Hàn Đình? Cao và đẹp trai, thế hệ thứ ba của gia đình giàu có, anh ấy khá tình cảm với nữ chính trong 10 năm. Khi họ gặp lại, anh ấy vô thức trở nên thân thiết với cô ấy. Tất cả, khi anh cười, anh không thể không chiều chuộng cô. Hiện tại, cốt truyện đang được phát sóng vào đúng ngày sinh nhật Kỳ Hành, được cả mạng mong chờ. Tình duyên mãnh liệt đến mức phải quay một đoạn thì đạo diễn rất giỏi quay, nhiều cảnh không hề tục tĩu, khán giả bịt miệng trong suốt quá trình. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải dường như không có ý thức gì về CP, họ trông giống như anh em cùng em gái khởi nghiệp. May mắn thay, kỹ năng diễn xuất đã bù đắp được những khuyết điểm, tự nhiên và chân thành. Tất nhiên, xét về mặt CP, Cảnh Điền và Hứa Khải đã mang đến cho khán giả một hương vị khó quên. Trong Lay You Duen, hai Cảnh Điền và Hứa Khải cách nhau 8 tuổi, một người sinh năm 1985, một người sinh năm 1995. Cô ra mắt sớm và không nổi tiếng trong thời gian đầu. Phải đến khi chuyển sang đóng phim truyền hình Si Tang, khán giả mới thấy được vẻ đẹp và khả năng diễn xuất của cô. Thật là một hoa phú quý. Sau đó, cô tiếp tục đóng phim truyền hình. Các cộng sự của cô là Feng Shaofeng và Su Wei Chou trong Scorching Romance và City of Streaming Light đều nổi tiếng và không nổi tiếng. Lẻ Yêu Duyên phát sóng năm ngoái cũng không được yêu thích. Chuyện mới được viết bởi tác giả tiểu thuyết Đông Cung Gai Vô Si Côn, có cùng một mối tình bạo dâm, tuy là bối cảnh hư cấu nhưng lại mang bóng dáng của thời nhà Đường. Yêu nhau giết nhau, phe thù địch đầy bắp, một người là hoàng tử không được yêu mến nhưng lại cực kỳ tài giỏi, nuôi quân trấn áp các cuộc nổi loạn trong thời buổi khó khăn. Người còn lại là con gái duy nhất của một hoàng tử, cải trang thành nam giới và quyết tâm tranh tài ở Trung Nguyên. Khi họ gặp nhau lần đầu dưới nước, trái tim họ lỡ nhịp. Su Kai và Trinh Tiên có tổng cộng 19 cảnh hôn. Trong nụ hôn đầu tiên, nữ chính nói rằng anh sẽ thua nếu mở mắt. Đôi mắt của anh hùng tự nhiên mở to. Một số người cho rằng đây là thói quen kinh doanh của Su Kai, nhưng thực tế cảm xúc của anh đã được viết trên khuôn mặt kể từ khi ra mắt. Khi được hỏi về mối quan hệ của cô với U Di Nhân trong Diễn Hy Cung Truyện, cô lạnh lùng trả lời: đồng nghiệp. Nhưng khi đối mặt với Cảnh Điền thì ba tính từ thôi là chưa đủ, và thẳng thắn nói sự dịu dàng đỉnh cao là vậy. Đẹp không gì có thể so sánh được, đẹp quá, xinh đẹp, khí chất xuất sắc. Có lẽ là do quan điểm thẩm mỹ của anh ấy. Về phần Cảnh Điền, cô phối hợp rất ăn ý với Từ Khải, một người trông giống như một chú chó sói trẻ tuổi, còn người kia là một cô em gái xinh đẹp trưởng thành. Dù có thật hay không thì khán giả cũng bị cô thu hút. Sau khi Lê Hữu Nguyên kết thúc, họ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cùng tham dự sự kiện, họ không chỉ xinh đẹp mà còn không tránh khỏi nghi ngờ. Họ trực tiếp xuống xe nắm tay và bắt tay trong khi Cảnh Điền khoe khoang về họ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó nắm tay nhau một cách tự nhiên như vậy trên thảm đỏ. Cả hai trông thật vô giá trị khi cười. Cả hai đều diện đồ đôi, mỹ nam mỹ nữ ăn mặc như cảnh đám cưới. Cộng đồng fan CP xôn xao. Sau khi rắc đủ đường cùng một lúc, họ đã ngầm hiểu nhau trong năm shot liên tiếp và sự tương tác siêu ngọt ngào. Đến mức cư dân mạng đã đồng ý kết hôn. Đàn ông không chỉ tài giỏi, phụ nữ xinh đẹp mà còn có dáng dấp của một cặp vợ chồng. Họ đều có vẻ ngoài mềm mại, sáp và hiền lành. Tôi rất vui khi có một CP không gây thù chuốc oán. Dù không biết có thật hay không thì tương tác bề ngoài vẫn đáp ứng được sự mong đợi của khán giả. Bạn biết đấy, có quá nhiều CP đam mê trong những năm gần đây. Công việc kinh doanh phát triển trong thời gian chương trình phát sóng. Sau khi chương trình kết thúc,
chúng tôi sẽ không bao giờ tương tác với nhau nữa. Bị tổn thương, bên CP bám sát một mục đích, ăn và trân trọng nó, kiếm tiền nếu vẫn không tránh khỏi sự nghi ngờ khi thời gian kinh doanh kết thúc.